Văn hóa truyền thống của nhân loại đã lưu truyền nhiều thành ngữ, ngạn ngữ, vốn là những lời cảnh tỉnh giáo huấn cho người đời sau. Nhưng thuận theo sự trượt dốc của đạo đức xã hội, một số câu đã bị bóp méo, đi ngược lại với ước nguyện ban đầu của cổ nhân. Ví như, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Nhiều người không biết nguồn gốc của câu nói này, còn cho rằng câu thành ngữ đề xướng hộ nhân phải xem đây là tiêu chuẩn sinh tồn. Cứ thế, nó trở thành lời răn của không ít người. Bởi vậy, việc tìm hiểu ý nghĩa thực sự của chúng là điều vô cùng quan trọng. Vì sao có câu người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn? Nhân vị tài tử, điểu vị thực vong. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn vốn có nguồn gốc từ câu chuyện sau. Vào thời cổ đại, ở một thôn làng nằm bên cạnh bờ sông, có một tên vô lại là A Tam. Anh ta hết ăn lại nằm, luôn muốn không phải làm mà được hưởng thụ. Anh ta đi khắp nơi tìm kiếm xem có chỗ nào có thể không cần làm mà được phát tài giàu có. Vừa hay, ở nơi A Tam sinh sống, có một con chim to lớn, rất tham lam và hung ác. Mỗi ngày, nó đều ăn thịt những con dê mà người dân trong vùng nuôi. Thời gian lâu sau, những người dân trong vùng vì thế mà chuyển đến nơi khác sinh sống. Bắt đầu từ đó, đồ ăn đối với con chim trở thành một vấn đề lớn. Một hôm, A Tam nằm trong sân vừa phơi nắng vừa mộng tưởng được giàu có, thì con chim từ trên trời sà xuống. A Tam sợ hãi vội vã trốn vào nhà. Con chim nói với A Tam: "Chẳng phải ngươi muốn giàu có sao? Ta có thể giúp ngươi." A Tam vừa nghe thấy từ giàu có thì lập tức quên hết sợ hãi, từ trong nhà ló đầu ra hỏi: "Làm thế nào để được giàu có?" Con chim trả lời: "Ở sâu trong biển Đông có một hòn đảo nhỏ, khắp hòn đảo đều là vàng. Ta sẽ đưa ngươi đến đảo để nhặt vàng. Sau khi trở về, ngươi trả cho ta mỗi ngày một con dê là được." A Tam suy ngẫm thấy vụ thương lượng này có lợi cho mình, liền gật đầu đồng ý. Con chim bổ sung thêm: "Nhưng trước khi trời sáng, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đảo, nếu không chúng ta sẽ bị ánh sáng mặt trời cao ngàn trượng thiêu cháy." A Tam không chờ đợi thêm được nữa, anh ta sốt ruột nói: "Biết rồi, biết rồi." Cái kết của lòng tham. Con chim cõng A Tam trên lưng bay qua núi cao, lướt qua biển rộng, cuối cùng cũng đến được hòn đảo nhỏ ấy. A Tam mở to mắt nhìn, chỉ thấy trải dài trên hòn đảo đều là vàng óng ánh. Anh ta say mê nhặt vàng đến nỗi không còn nhớ đến lời cảnh báo của con chim là phải rời khỏi đảo trước khi mặt trời mọc. Chẳng mấy chốc trời đã sáng, con chim liên tục thúc giục A Tam mau rời khỏi đảo, nhưng anh ta luôn miệng cười: "Chờ một chút." Cuối cùng thấy tình hình không ổn, nó liền bỏ lại A Tam mà bay lên không trung. Ngay tại thời khắc ấy, mặt trời nhô lên, A Tam vì mái nhặt vàng đã bị lửa thiêu cháy. Con chim càng nghĩ càng tức giận. Nó nghĩ mình đã cõng A Tam đi xa như vậy, kết quả lại không được thứ gì cả, đến dê cũng không có mà ăn, ngay cả thi thể A Tam cũng không được miếng nào. Cuối cùng nó quyết định bay trở lại hòn đảo, lấy A Tam làm bữa tiệc lớn. Nhưng nó mãi ăn mà quên mất thời gian, mặt trời lại mọc lên và con chim tham lam ấy cuối cùng cũng phải chịu kết cục giống như A Tam. Từ câu chuyện này mà câu thành ngữ người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn cũng ra đời. Người có đạo đức cao xưa nay đều tuân thủ nguyên tắc vô công bất thụ lộc, tức là không có công không nhận lộc, hay quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Người quân tử coi trọng của cải, nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Từ xưa đến nay, đều có những người luôn giữ mình theo nguyên tắc này, bởi vì họ không cầu gì ngoài việc giữ tâm mình được thanh thản bình yên, không tham lam, ham muốn lợi ích vô độ. Có nhiều người, cả đời lao tâm, lao lực, đến lúc vinh hoa phú quý, công thành danh toại, tưởng rằng như thế là hạnh phúc. Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại,
thì hóa ra hạnh phúc lại không phải ở nơi ấy. Họ rốt cuộc là thành công hay thất bại? Tiền tài tựa như gông xiềng, lòng tham tựa như mộ phần, tranh danh đoạt lợi cuối cùng chỉ là công giả tràng. Danh lợi tuy rằng ở một mức độ nào đó sẽ khiến con người thỏa mãn, nhưng dục vọng, lòng tham cứ mãi giãn nở ra thì chỉ có thể làm cho người ta luôn thấy khổ mà thôi. Cũng có người không muốn bỏ công mất sức nhưng lại mong muốn có tiền tài, danh vọng, tìm mọi cách để được hưởng thụ cuộc sống vật chất đầy đủ. Cuối cùng họ đã bị lòng tham làm mê mờ, và kết cục mà họ nhận được cũng giống A-Tam và con chim tham lam kia vậy. Con người nhiều khi khó thoát khỏi một chữ tham. Nhu cầu cuộc sống là bất tận, mọi vấn đề cũng từ đó mà ra. Nếu có thể tuân thủ một quy tắc mang tên vừa đủ, người đó có thể có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên.